Trung Quốc đang xây dựng một mạng lưới xúc tù để khuếch trương sức ảnh hưởng trên toàn thế giới Lành tính nhất là ngoại giao, đến ác tính nhất là triển khai các hoạt động ngầm như nỗ lực thao túng dư luận ở nước ngoài. Tại sao Trung Quốc lại áp dụng những chiến thuật như vậy? Hãy tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay của FBNC! Với tầm vóc mới của Trung Quốc trên trường quốc tế, giới chuyên gia cho rằng Mỹ không còn có thể chỉ tay một cách trịch thường và uống nắng Trung Quốc với tư cách anh cả nữa. Mối quan hệ căng như dây đàn của Mỹ-Trung khiến quốc tế lo ngại về nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột vũ trang. Liệu điều này có thể xảy ra hay không? Ở một diễn biến khác, Trung Quốc vẫn duy trì chiến lược vùng xám nhằm đã kích làm kiệt quệ tinh thần Đài Loan. Mới đây, hai máy bay quân sự của nước này tiếp tục xuất kích xâm phạm không phận của hòn đảo. Trong khi đó, Đài Loan đang lên kế hoạch phát triển sản xuất tên lửa và tàu chiến nội địa, tăng cường khả năng bảo vệ vùng biển và vùng trời hòn đảo. Nội bộ Đài Loan lục đục trong khi đảng cầm quyền đang ra sức chuẩn bị cho cuộc chiến không khoan nhượng với Trung Quốc, thì tân chủ tịch đảng đối lập lại mềm mỏng với Bắc Kinh và quay sang chỉ trích người nhà. Một số thông tin đáng chú ý khác, Nhật Bản chỉ đích danh Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là các mối đe dọa an ninh mạng. Nga cáo buộc châu Âu vẫn âm thầm theo đuổi chủ nghĩa thực dân. Bất ngờ trên đường đua bầu cử, tìm người kế nhiệm bà Angela Merkel bầu cử thủ tướng Nhật kịch tính nhất một thập kỷ khó lường tới phút chót. Tất cả sẽ có trong bản tin FBNC ngay sau đây. Một báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc trường quân sự nổi tiếng của Pháp, Ersem, đã mô tả cách Trung Quốc xây dựng một mạng lưới xúc tù để gây ảnh hưởng trên toàn thế giới bản báo cáo dài 650 trang đào sâu các kế hoạch công khai và bí mật mà Bắc Kinh sử dụng để thao túng dư luận phương Tây. Báo cáo này được các chuyên gia đánh giá là những trang phân tích sâu rộng nhất về bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc từ trước đến nay, xuất bản bằng tiếng Pháp. Báo cáo lập luận rằng trong một thời gian dài, Trung Quốc muốn được các nước khác yêu thích hơn là sợ hãi nên đã nỗ lực xây dựng hình ảnh tích cực với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, gần đây, Bắc Kinh nhận ra rằng khiến nước khác sợ hãi, kính nể sẽ an toàn hơn là được yêu thương, nên ông lớn châu Á lại phô diễn một bộ mặt khác, không ngừng có những hành động gây hấn khiêu khích. Báo cáo vạch ra một cách tỉ mỉ các phương thức tạo sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài, từ lành tính nhất là ngoại giao đến ác tính nhất là hoạt động bí mật như nỗ lực thao túng dư luận ở nước ngoài. Báo cáo cũng đề cập đến chiến lược ngoại giao chiến lan của Bắc Kinh, rằng các đại sứ Trung Quốc ở nước ngoài được giao nhiệm vụ tấn công nước sở tại thông qua thư từ hoặc các cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Có lẽ vì đã nhận thấy tư tưởng mới và tham vọng mới của Bắc Kinh mà thế giới đang ngày càng bày tỏ sự hoài nghi đối với ông lớn châu Á. Vài năm trở lại đây, Liên minh châu Âu EU, Anh, Mỹ, Nhật Bản và các nước khác đã tỏ ra thận trọng hơn khi quan hệ với Trung Quốc. EU đã mô tả Trung Quốc là một đối thủ mang tính hệ thống, còn Nhật Bản cho rằng các hoạt động quân sự đơn phương của Trung Quốc có thể phá vỡ trật tự quốc tế. Quân đội Pháp thì đề cập về một cuộc cạnh tranh chiến lược và quân sự gia tăng với Trung Quốc, tương tự với tuyên bố của quân đội Mỹ. Bắc Kinh đang toàn tính gia tăng sức ảnh hưởng toàn cầu, nhưng hiển nhiên đại kinh địch Mỹ sẽ không ngồi yên để Trung Quốc đạt được tham vọng ấy trong một cuộc phỏng vấn với thời báo hoàn cầu cơ quan ngôn luận mang giọng điệu diều hầu của trung quốc nhà nghiên cứu chính trị hoa kỳ graham allison cho biết ông hoan nghênh việc chính quyền tổng thống mỹ joe biden đề cao cảnh giác trước sự trỗi dậy của trung quốc và thừa nhận rằng trung quốc vừa là đối thủ vừa là đối tác Ông Ellison mô tả kịch bản hoàn mỹ của Hoa Kỳ trong các vấn đề toàn cầu như khủng bố, khủng hoảng tài chính và biến đổi khí hậu thì Trung Quốc là một đối tác đối với Mỹ, nhưng về quyền lực quốc tế, hệ thống xã hội và đường lối phát triển thì Trung Quốc là đối thủ. Trong kế hoạch này, Mỹ là bá chủ, hoàn toàn phớt lờ cảm xúc và lợi ích của Trung Quốc. Ông cho rằng cách Washington chi phối mối quan hệ Trung-Mỹ không hề thực tế, vì sau nhiều thập kỷ nỗ lực, Bắc Kinh đã tạo dựng được vị thế trên trường quốc tế, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh. Do đó, Mỹ không còn có thể chỉ tay vào Trung Quốc một cách trịch thường nữa. Ông Ellison cho rằng Hoa Kỳ thiết lập liên minh mới với Anh và Úc, cũng như Bộ tứ Kim Cương Quad để kêu gọi các nước cùng răng đe Trung Quốc. Điều này cho thấy Washington vẫn đang đặt mình là anh lớn và uống nắng hành vi của Trung Quốc hơn là đối thoại với Trung Quốc một cách bình đẳng. Tờ Thời báo Hoài Cầu bình luận thêm rằng Mỹ mong muốn bá chủ toàn cầu nhưng vấp phải thách thức từ Trung Quốc và phải nhờ các đồng minh giúp đỡ để bảo vệ quyền bá chủ của mình. Bất kể ai đang nắm quyền, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ, tâm lý chiến tranh lạnh vẫn chiếm ưu thế trong giới tinh hoa Hoa Kỳ để bảo vệ quyền bá chủ của nước này. Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, đa số quốc gia trên thế giới đều không muốn đứng về phía Mỹ để đối đầu với Trung Quốc. Luôn dư luận chủ đạo của thế giới là muốn phát triển quan hệ hợp tác với cả Trung và Mỹ. Các chiến thuật cũ của Mỹ là đàn áp, kiềm chế các cường quốc mới nổi thông qua chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa và dư luận và các biện pháp khác để bảo vệ quyền bá chủ của mình, không thể nhận được sự ủng hộ của quốc tế. Tờ báo cũng tạo ra lạc quan cho quan hệ song phương Mỹ-Trung với sự trở lại của Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu vào ngày 25 tháng 9. Điều này có thể giảm bớt căng thẳng, nhưng cũng chưa thể làm tăng băng hoàn toàn. Quan hệ song phương Mỹ-Trung sẽ tiếp tục mang tính cạnh tranh và hợp tác tờ báo cho rằng để tái khởi động quan hệ trung mỹ tiền đề là mỹ cần điều chỉnh các chính sách bá quyền và tương tác tích cực với trung quốc nếu không sự tăng băng tạm thời sẽ chỉ trở thành khúc dạo đầu của một cuộc xung đột quy mô lớn hơn trung quốc luôn yêu cầu mỹ thể hiện sự chân thành của mình và cân nhắc các mối quan tâm chung thay vì đơn phương đưa ra yêu cầu và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với trung quốc là hai cường quốc trung quốc và mỹ nên tránh đối đầu và hợp tác vì lợi ích chung của hai nước và của cả thế giới mối quan hệ căng như dây đàn giữa hai cường quốc Mỹ Trung khiến thế giới lo ngại về nguy cơ bùng nổ xung đột vũ trang giữa hai cường quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng hải và quốc phòng nhận định dù hai bên đang đối đầu gay gắt trên nhiều mặt trận, nhất là trong vấn đề an ninh ở biển Đông và rộng hơn là cuộc chạy đua phát triển quân sự, sự tương tác mạnh mẽ hơn giữa hai siêu cường thế giới trong những năm qua đã giúp đảm bảo khả năng kiềm chế thay vì làm tăng nguy cơ bùng nổ giao tranh khả năng Mỹ bất ngờ tấn công Trung Quốc trên Biển Đông ở mức tương đối thấp vì các bên vẫn kiềm chế những nước cờ mạo hiểm về chiến lược. Đó là đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng NOFAR do các cựu quan chức quân đội Trung Quốc thành lập. Báo cáo hôm thứ Năm đã viết, Hải quân Mỹ suốt hơn một thập kỷ thường dùng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Olive Burke để thực hiện nhiệm vụ tự do tuần hành hàng hải FONOP ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, mặc dù Mỹ vẫn duy trì hiện diện các tàu tấn công hùng mạnh hơn ở khu vực. Báo cáo cho rằng, Mỹ có hàm đội tàu tấn công USS trên Biển Đông, nhưng chúng chẳng bao giờ tham gia tuần hành hàng hải. Phía Trung Quốc cho hay, Mỹ thậm chí giảm bớt hiện diện quân sự ở khu vực vào giai đoạn Covid-19 bùng phát. Mỹ vẫn có ít nhất hai nhóm tác chiến tàu sân bay ở khu vực để giám sát hải quân Trung Quốc, lo ngại nếu không đề phòng, Bắc Kinh sẽ mặc sức tuân hoành ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Colin Court, chuyên gia phân tích an ninh hàng hải ở Singapore cho rằng, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Love Alley Park là sự lựa chọn hợp lý nhất của Mỹ. Nó đủ mạnh để răng đe, nhưng không đến mức gây kích động. Ông Court nói thêm, tương tác giữa hải quân Mỹ-Trung diễn ra an toàn và chuyên nghiệp. Các thủy thủ thường gọi điện radio, thậm chí lực lượng hai nước cần nói chuyện phím cho bớt buồn chán khi tuần hành, tại một số thời điểm ít căng thẳng. Lu Li Xin, cựu huấn luyện viên Học viện Hải quân Đài Loan cho rằng, nhiệm vụ FONOP của Mỹ nhằm mục đích cản bước Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo trên Biển Đông thay vì muốn kích động giao tranh. Ông Lưu nói thêm, chúng ta có thể thấy Trung Quốc và Mỹ đã kiềm chế rất tốt, ngay cả vào thời điểm căng thẳng trong chạy đua bầu cử Mỹ cuối năm ngoái. Khi đó, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ được cho là đã gọi hai cuộc điện thoại cho Thượng tướng Trung Quốc Lý Tắc Thành, hứa sẽ cảnh báo trước nếu cựu Tổng thống Donald Trump bất ngờ phát động tấn công. Lúc đó, Mỹ còn điều nhiều tiêm kích và máy bay ném bom chiến lược đến gần bờ biển phía nam Trung Quốc. Một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc nói với báo South China Morning Post rằng Trung Quốc cũng duy trì liên lạc thường xuyên với quân đội Mỹ thông qua nhiều kênh khác nhau để tránh những tính toán sai lầm. Vì Trung Quốc phù trương khí tài rầm rộ, một phần cũng để thị uy với Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh liên tục khẳng định chủ quyền. Ông lớn châu Á đang không ngừng nâng cao năng lực quân sự, chuẩn bị cho một cuộc thông tính Đài Loan. Song song với đó, Trung Quốc duy trì chiến lược vùng xám nhằm đả kích làm kiệt quệ tinh thần đối phương. Hôm 26 tháng 9, nước này tiếp tục điều động hai máy bay quân sự tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan IDIZ, đánh dấu lần xâm nhập thứ 23 trong tháng này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, một máy bay trinh sát thiểm Tây Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLAAF đã bay vào góc Tây Nam của ADIZ Đài Loan vào sáng ngày 26 tháng 9. Đến trưa muộn, một máy bay săn ngầm thiểm Tây Y-8 cũng tiến vào góc Tây Nam của khu vực. Đáp lại, Đài Loan đã cử chiến đấu cơ, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay của PLAAF trong tháng này, Bắc Kinh đã đều đặn huy động hàng loạt máy bay phản lực cánh quạt, chiến đấu cơ và máy bay ném bom vào khu vực nhận dạng phòng không của hoàng đảo, ngoài trừ ngày 2, 18 và 21 tháng 9. Đỉnh điểm là vào ngày 23 tháng 9, Trung Quốc cử 24 máy bay quân sự, gồm 18 chiến đấu cơ, 2 máy bay ném bom, 2 máy bay săn ngầm, 1 máy bay vận tải và 1 máy bay tác chiến điện tử khói đảo vùng trời Đài Loan. Một ngày sau khi Đài Loan thông báo nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. hành chính viện Đài Loan vào hôm thứ Sáu đã soạn thảo bản kế hoạch phát triển sản xuất tên lửa và tàu chiến nội địa. Đây là nỗ lực nhằm tăng cường khả năng bảo vệ vùng biển và vùng trời Đài Loan. Hiện, kế hoạch đang được các nghị sĩ xem xét. Dự thảo chương trình phát triển vũ khí trị giá 240 tỷ đài tệ, tương đương gần 8,7 tỷ đô la, sẽ được triển khai từ năm sau đến năm 2026, bao gồm sản xuất và đưa vào biên chế nhiều loại tên lửa hành trình tầm xa, cải tiến hệ thống phòng không và tàu chiến hiện đại. Cụ thể, tên lửa hành trình không đối không vạn tiễn được cho là có tầm bắn 200 km, được sản xuất từ năm sau đến năm 2024. Một biến thể tầm xa của tên lửa siêu thanh chống hạm Hùng Phong bà được cho là có tầm bắn 400 km, được sản xuất từ năm 2023 đến năm 2026. Các biến thể của tên lửa bảo vệ bờ biển Hùng Phong 1 và Hùng Phong 2 cùng với bể phóng di động chuyên dụng được sản xuất từ năm sau đến năm 2026. Về khí tài hải quân, Đài Loan phát thảo kế hoạch hai giai đoạn sản xuất tàu hộ vệ đa dạng hoàn thành năm 2026. Các tàu tuần tra lớp an bình của Cục Tuần Duyên Đài Loan sẽ được trang bị thêm tên lửa từ năm 2023 đến năm 2026. Không quân Đài Loan sẽ mua thêm biến thể tên lửa không đối đất Thiên Kiếm 2 và tích hợp vào hệ thống tên lửa phòng không Thiên Cung Bà tiến hành từ năm sau đến năm 2026. Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn liên kết với chính quyền, nơi chuyên thiết kế và sản xuất khí tài của Đài Loan Dự kiến sẽ có doanh thu tăng 50%, đạt mức kỷ lục hơn 95 tỷ Đài tệ và năm sau để phục vụ cho chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng của Đài Loan. Giữa lúc Đảng cầm quyền Đài Loan lên dây cót cho một cuộc chiến không khoan nhượng với Trung Quốc thì tân chủ tịch Quốc dân Đảng KMT đảng đối lập chính ở Đài Loan Eric Chu lại đang mềm mỏng với ông lớn bên kia eo biển. Động thái này đã khiến Đảng dân chủ tiến bộ DPP của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tức giận. DPP đã gay gắt chỉ trích ông Chu thấp cổ bé họng không có can đảm bác bỏ nguyên tắc một Trung Quốc mà ông Tập truyền tải trong thư chúc mừng. Được biết, ông Chu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vị trí Chủ tịch Quốc dân Đảng vào tối ngày 25 tháng 9. Ông Tập đã gửi thư chúc mừng ông Chu, trong đó đề cập đến tiến trình thống nhất hòn đảo trong hòa bình, ám chỉ Đài Bắc cũng thuộc về Bắc Kinh. Ông kêu gọi tất cả người Trung Quốc một lòng cùng nhau tiến lên. Đáp lại, tân Chủ tịch Đảng KMT đã nhắc lại nguyện vọng thống nhất của ông Tập và đổ lỗi cho các chính sách chống Trung Quốc của đảng DPP đã gây ra căng thẳng xuyên eo biển hiện nay tỏ rõ sự tức giận trước phản ứng của đảng đối thủ thông qua thông cáo báo chí, DPP chỉ trích rằng không có đảng chính trị thuộc chế độ dân chủ nào hy vọng nhận được tin nhắn chúc mừng từ lãnh đạo của quốc gia độc tài, chỉ có KMT khao khát điều đó. Đảng cầm quyền cũng chỉ trích ông chủ chỉ quan tâm liệu đảng này có đáp ứng được kỳ vọng và sự đồng thuận của Bắc Kinh hay không, chứ không màng đến lợi ích và mong muốn thực sự của người dân Đài Loan. DPP cũng nhấn mạnh, một nhà lãnh đạo như vậy sẽ thất bại trong việc vạch ra một con đường mới cho đảng đối lập. Đồng thời, DPP cho rằng Trung Quốc đã phá hoại hòa bình và ổn định khu vực cũng như hiện trạng ở eo biển Đài Loan trong nhiều năm. Quan điểm này đã được quốc tế đồng thuận. Tuy nhiên, ông Chu đã đáp lại thông điệp chúc mừng của ông Tập bằng cách chỉ thừa nhận tình hình căng thẳng của quan hệ hai bờ eo biển và đổ lỗi hoàn toàn cho các chính sách của DPP, vốn tác động trực diện lên kế hoạch thống nhất của Bắc Kinh. Đảng cầm quyền khẳng định hành động đổ lỗi cho DPP của KMT không hợp lý nếu không có chữ ký của ông Chu thì có lẽ lời hồi đáp của ông chẳng khác gì một tài liệu được phát hành bởi Trung Quốc. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Hôm 27 tháng 9, chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự thảo chiến lược an ninh mạng trong 3 năm tới. Lần đầu tiên là chỉ đích danh Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là các mối đe dọa thù địch tấn công mạng. Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cứng rắn bằng mọi năng lực và phương tiện hiện có, bao gồm các biện pháp đáp trả ngoại giao và truy tố hình sự. Tránh văn phòng nội các Kasunobu Kato kêu gọi các thành viên của trụ sở chiến lược an ninh mạng làm việc chặt chẽ với các chính quyền địa phương, cùng với đó là nỗ lực đạt được sự tin tưởng của công chúng để từng bước thực hiện các biện pháp được nêu trong chiến lược. Ông cũng cho biết, Nhật Bản không ghi nhận bất kỳ cuộc tấn công mạng nào ảnh hưởng đến Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo. Dự thảo nêu rõ, Nhật Bản sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng với các đối tác trong bộ tứ kim cường gồm Mỹ, Úc và Ấn Độ, cũng như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN để xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc để loại bỏ rủi ro đối với các hoạt động kinh tế, chiến lược đề ra sự cần thiết trong việc đảm bảo các cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống cáp ngầm phải được bảo trì, các thiết bị công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn an toàn và bảo mật. Dự thảo cũng chủ trương thúc đẩy phát triển đồng thời an ninh mạng và cải cách kỹ thuật số. Trong đó, cơ quan kỹ thuật số vừa được thành lập hồi đầu tháng 9 sẽ có nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Được biết, chiến lược an ninh mạng mới sẽ thay thế chiến lược ban hành hồi tháng 7 năm 2018 mà Bắc Kinh tố là vu khống vô căn cứ chống lại Trung Quốc và Nga. Ở một diễn biến khác, Nga vừa chỉ trích Liên minh châu Âu EU vẫn đang âm thầm theo đuổi chủ nghĩa thực dân, can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác mà không có bất kỳ lý do nào chính đáng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, những khu vực nào thuộc trách nhiệm của EU và khu vực nào không thuộc trách nhiệm của EU, như lời ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại liên minh này đã nói, thật sai lầm khi nói rằng chủ nghĩa thực dân đã biến mất. Trên thực tế, các quốc gia châu Âu chưa bao giờ rời bỏ tư tưởng thuộc về chủ nghĩa thực dân trong suốt thời gian qua. Họ nói một đằng là một nẻo, những thái độ áp đặt của châu Âu đối với các nước khác đã chứng minh điều đó. Bà cũng cho rằng phương Tây muốn nắm quyền phát triển tương lai toàn cầu vào thời điểm mà thế giới không mưu cầu điều này. Theo quan điểm của bà, để tránh xung đột quân sự, toàn cầu nên quay trở lại thực thi những điều cơ bản của luật pháp quốc tế trên cơ sở hiến trương Liên Hợp Quốc, ám chỉ nguy cơ về một cuộc chiến tranh lạnh mới. Bà nói, thế giới đang yêu cầu phương Tây chỉ một điều là hãy quay trở lại tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế vốn đã mất nhiều thập kỷ để tạo ra đã được thế giới đồng thuận phê duyệt và đã thực hiện tốt chức năng ngăn thế giới rơi vào một thảm họa khác như những gì nhân loại đã trải qua trong thế kỷ 20. Đảng Dân Chủ Xã hội SPD giành chiến thắng xít sao trong kết quả bầu cử sơ bộ Thủ tướng Đức để chọn ra người kế nhiệm bà Angela Merkel sau 16 năm cầm quyền. Cụ thể, đảng SPD giành được 26% phiếu bầu, nhỉnh hơn đảng Dân Chủ Cơ đốc giáo CDU của Thủ tướng Merkel với 24,1% số phiếu. Do không có bên nào giành qua bán, SDP sẽ phải liên minh với đảng khác. Theo Reuters dự đoán kết quả khả dĩ nhất là liên minh ba bên, lãnh đạo bởi đảng SDP hoặc CDU. Việc thành lập liên minh mới có thể kéo dài nhiều tháng. Với chiến thắng bầu cử sơ bộ, lãnh đạo Olaf Scholz của Đảng Dân Chủ Xã hội phát biểu, chúng ta đang dẫn trước trong mọi cuộc khảo sát, đó là một thông điệp khích lệ và nhiệm vụ rõ ràng là phải đảm bảo một chính phủ thực tiễn tốt đẹp hơn cho nước Đức. Ông Skor, 63 tuổi, nhiều khả năng sẽ là thủ tướng đảng SPD thứ tư thời hậu chiến. Ông đảm trách vị trí bộ trưởng tài chính trong chính quyền bà Merkel và là cựu thị trường thành phố Hamburg. Đối thủ chính yếu của ông Skor là ứng cử viên bảo thủ Armin Laschet đã bày tỏ chưa sẵn sàng chịu thua. Kết quả bầu cử chính thức dự kiến được công bố trong vài tuần tới. Trong thời gian này, đảng SPD sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán liên minh để thành lập chính phủ mới. Trong trường hợp đảng này không thể lập được liên minh giành đa số tại quốc hội để thành lập chính phủ, Đảng CDU của bà Merkel vẫn có cơ hội lãnh đạo đất nước nếu lôi kéo được sự ủng hộ của các đảng nhỏ hơn. Trong thời gian thành lập liên minh, bà Merkel vẫn đảm nhiệm vị trí thủ tướng Đức. Nhiệm kỳ 16 năm của bà sẽ kết thúc khi người kế nhiệm tuyên thệ nhập chức. Cuộc bầu cử đảng cầm quyền Nhật Bản vào thứ Tư 29 tháng 9 sẽ là đường đua khó dự đoán nhất kể từ lần ông Shinzo Abe bất ngờ đã bại đối thủ mạnh và quay lại nắm quyền cách đây gần một thập kỷ. Người chiến thắng vào ngày 29 tháng 9 sẽ trở thành lãnh đạo đảng bảo thủ dân chủ tự do LDP và gần như đắc cử thủ tướng Nhật Bản do đảng LDP giành thế đa số trong Hạ viện. Hiện giờ, bốn ứng viên đang đua tranh khốc liệt, bao gồm ông Taro Kono, bộ trưởng phụ trách phát sinh, nhận được ủng hộ mạnh mẽ. Cựu ngoại trưởng Fumio Kishida, người mà Reuters cho rằng chủ trương xây dựng sự đồng thuận nhưng có hình ảnh công chúng khá nhầm chắn. Cựu bộ trưởng nội phụ Sane Takeichi, người có quan điểm cực kỳ bảo thủ, và bà Seiko Noda, quyền tổng thư ký điều hành LDP. Cuộc đua giữa bốn ứng viên kể trên cho thấy viễn cảnh thiếu chắc chắn trên chính trường nước Nhật kể từ khi ông Abe chấm dứt nhiệm kỳ kéo dài 8 năm và là thủ tướng tài vị lâu nhất của xứ sở mặt trời mục. Năm ngoái, sau khi ông Abe từ chức vì lý do sức khỏe, đảng LDP hậu thuẫn ông Suga lên thay thế, thay nhưng đương kim thủ tướng đã đánh mất đa số ủng hộ vì cách xử lý đại dịch Covid-19. Đến nay, các phe cánh đảng LDP đang chia rẽ về tân thủ tướng tiếp theo, một tình trạng khá hiếm gặp, theo nhận định của giáo sư danh dự Stephen Rich, trường đại học Chuo. Theo các dự đoán hiện giờ, có thể không ứng viên nào giành được quá bán bầu cử vòng 1 để lãnh đạo đảng LDP. Đài truyền hình Công NSK hôm Chủ nhật đưa tin, ông Kishida vẫn dẫn đầu. Theo sau là ông Kono và bà Takechi so kệ gai gắt. Vì vậy, NSK nhận định cuộc bầu cử vòng 2 là khó tránh khỏi. Ban đầu, cả bà Takechi và bà Noda đều có rất ít khả năng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, sự ủng hộ từ cựu thủ tướng Abe và các nghị sĩ bảo thủ chủ chốt đã mở thêm con đường thuận lợi cho bà Takechi, dù phía trước vẫn còn nhiều trong gai và sóng gió chính trường Nhật Bản sẽ còn kéo dài hậu bầu cử. Giới chuyên gia cho rằng nếu ông Kono hay ông Kishida giành chiến thắng, chính sách của Nhật Bản sẽ không có thay đổi quá lớn. Tokyo vẫn sẽ ra sức kiềm chế sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh và nỗ lực khôi phục kinh tế hậu Covid-19. Dù vậy, ông Kono có thể sẽ thúc đẩy năng lượng tái tạo và loại bỏ một số rào cản quan liêu để dễ dàng thu hút các nhà đầu tư hơn. Cả hai ứng viên thủ tướng hàng đầu Kona và Kishida đều muốn tập trung cải thiện năng lượng quốc phòng của Nhật Bản, thắt chặt hợp tác an ninh với Washington và các bên khác trong bộ tứ kim cương, nhưng đồng thời vẫn duy trì kết nối thương mại đặc biệt quan trọng với Trung Quốc và tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thường xuyên. Trong khi đó, bà Takechi là người lên tiếng mạnh mẽ nhất về các vấn đề nóng, bao gồm đề xuất Nhật Bản phát triển bằng được khả năng tấn công bể phóng tên lửa của kẻ thù. tại thành phố nicolas de los androyos của argentina những bức tranh tường khổng lồ gần đây được vẽ nên không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn kêu gọi sự chú ý về vấn đề môi trường Cụ thể là mức nước dòng sông Barana bao quanh thành phố đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, ảnh hưởng to lớn đến kinh tế của khu vực và cả nước Argentina. Những năm gần đây, nước sông Barana giảm sâu do lượng mưa rất ít ở thượng nguồn từ Brazil. Năm nay, mức nước sông giảm xuống mức thấp nhất trong gần 8 thập kỷ, trong khi hạn hán làm bùng phát cháy rừng tràn lan. Lấy cảm hứng từ thực tế tàn khốc đó, họa sĩ Martin Ron đã tạo nên những bức tranh cao đến 40 m một bức họa mô tả bóng một bé gái phản chiếu dưới mặt nước, một bức tranh khác mô tả cậu bé đang chạm tay xuống đáy sông để hái loài quốc hoa của Argentina. Các bức tranh đều nhằm tạo nên tranh luận về suy thoái môi trường và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế. Họa sĩ Ron cho biết, khi đến San Nicolas, tôi cảm thấy sốc với mực nước quá thấp của sông Barana. Tôi muốn gửi thông điệp về môi trường của mình đến người dân địa phương. Sông Barana bắt nguồn từ Brazil, uống lượng qua Paraguay và chạy đến Argentina trước khi đổ ra biển. Trên dòng sông, tàu thuyền di chuyển không ngớt và chở theo khoảng 80% nông sản xuất khẩu của Argentina, bao gồm đậu nành, ngô và lúa mì. Những tàu hàng khổng lồ của hãng Panamas cũng nhờ dòng sông mà di chuyển từ nội địa Argentina ra vùng biển khu vực và khắp nơi trên thế giới. Dòng sông là một nguồn sống của nền kinh tế Argentina, cũng như tạo ra hệ sinh thái ngập nước đa dạng và quan trọng với nhiều loại sinh vật. Khi mực nước sông giảm xuống, tàu thuyền phải chở hàng hóa nhẹ hơn, ảnh hưởng tới thương mại, trong khi Argentina vốn có lợi thế là những dòng sông nước sâu để triển khai tàu container cỡ lớn. Họa sĩ Ron cho biết, những bức vẽ của anh sẽ đóng vai trò tích cực để khuyến khích mọi người suy nghĩ về thực trạng của sông Paraná để có biện pháp thích ứng và cải tạo phù hợp. Một gia đình ở Croatia đã mở khách sạn loài ong cho những người muốn nuôi ong lấy mật nhưng không đủ thời gian và không gian để tự mình chăm sóc cho loài côn trùng bé nhỏ này. Domenico Banza là chủ hộ kinh doanh này, cho biết gia đình anh đã dành hàng thập kỷ để nuôi ong mật và khách sạn ong là mô hình kinh doanh độc đáo được hình thành khi nhiều khách hàng tò mò muốn biết về quy trình làm ra mật ong. Hồ kinh doanh ở thị trấn Garesnica, miền Đông Bắc Croatia sẽ yêu cầu khách hàng ký hợp đồng để ký gửi tổ ong trị giá 391 đô la Mỹ, trong vòng 3 năm, một nửa mật ong được sản xuất thuộc về khách hàng, một nửa thuộc về gia đình chủ trang trại, đúng như câu người góp công người góp cổ. Banza cho biết một tổ ong có thể sản xuất ra 30 kg mật hảo hạng trong vòng một năm. Hiện trang trại đang có 25 khách hàng, chủ yếu là người Croatia, nhưng cũng có khách hàng nước ngoài, bao gồm một phi công từ Dubai và một huấn luyện viên bóng đá ở Jeddah. Cô Nena Salopec cho biết đã mua một tổ ong vào năm ngoái và tự mình thu hoạch được 9 ký mật ong hảo hoàng. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với ban già và khách hàng của anh. Chủ trang trại cho biết anh gần như mất sạch lợi nhuận vào năm ngoái khi tuyết và sương giá hủy hoại cây dương huệ, một loài hoa cần thiết để sản xuất mật ong. Và mùa xuân, chúng tôi đã phải chăm bài ong liên tục để chúng không bị đói chết. Chuyện chưa từng xảy ra trước đây, chủ trang trại ông chia sẻ. Trên toàn cầu loài ong đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người, bao gồm sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu và làm biến đổi khí hậu. Trong lúc sải bước trên đường phố Paris, bà Laurent Jamet, người khiếm thị bẩm sinh, đang tiến đến rất gần vật cản phía trước. Nhưng không sao, một tiếng pip vang lên bên tai giúp bà đi vòng để tránh chướng ngại và tiếp tục hành trình của mình. Điều tuyệt vời là bà Jamet đang sử dụng một thiết bị điện tử do Pháp chế tạo. Nó sử dụng cảm biến để phát hiện vật cản trên đường đi của người dùng và thông báo để tránh né. Trước đây, bà Jamet luôn sử dụng cây gậy màu trắng để dò dẫm, nhưng xác suất không phát hiện được chướng ngại vật là rất cao. Người phụ nữ cho biết: "Tôi thường về nhà với phần chán chảy máu." Tuy nhiên, thiết bị mới được gắn vào đầu gậy dẫn đường đã đem tới sự khác biệt. Nó truyền đạt thông tin bằng giọng nói thông qua tai nghe. Bà Jamet chia sẻ: "Giờ đây tôi ít bị va chạm hơn và cũng đỡ sợ chết hơn." Theo người đồng sáng lập Francois Birot của công ty Josen đơn vị phát triển thiết bị mới thì thử thách lớn nhất là tránh để người dùng bị quá tải thông tin. Hiện giờ, thiết bị có thiết kế đặc biệt để phát thảo hành trình của người dùng và chỉ thông báo khi chướng ngại vật nằm ngay trên quỹ đạo đó. Đến nay, thiết bị đã có gần 400 người sử dụng ở Pháp và thêm hàng chục người khác ở Thụy Sĩ, Đức, Bỉ và Ý. Ở Pháp, thiết bị có giá 2.000 euro, tương đương với 61 triệu đồng, nhưng cơ quan chính phủ đã hỗ trợ phần lớn chi phí này. vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay cảm ơn sự quan tâm của quý vị xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau